Chào mừng quý vị khán giả đã đồng hành cùng với Phong thủy Gia Cát trong suốt thời gian vừa qua. Quý vị thân mến, mỗi năm thì vận trình mỗi khác. Do sự vận động của các thiên tinh cho nên là trường khí ảnh hưởng lên từng vị trí, từng con người trên trái đất cũng sẽ hoàn toàn khác nhau. Sự vận động của tự nhiên đó đã ảnh hưởng trực tiếp lên vận trình may mắn và tài lộc của mỗi người chúng ta. Và trong tháng 1 thì những gia chủ tuổi Canh Dần do được quý nhân tương trợ nên những gia chủ tuổi Canh Dần cực kỳ may mắn trong tháng 1 âm lịch này. Tuổi Canh Dần họ là những người có cá tính mạnh mẽ, thích giúp đỡ người khác nên được mọi người yêu thương và quý trọng. Nghèo khổ đủ rồi, bước sang tháng 1 là thời điểm mà vô cùng bùng phát về tài lộc của quý vị. Vậy nên quý vị hãy nắm bắt thời cơ và tạo nên cho mình những bước đột phá mới trong tháng 1 âm lịch này quý vị nhé. Và ngay bây giờ thì sẽ là phần luận giải chi tiết về tử vi cho quý vị tuổi Canh Dần. Xin mời tất cả quý vị cùng lắng nghe. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Canh Dần sinh năm 1950 trong tháng 1 âm lịch năm 2022. Người tuổi Canh Dần sinh năm 1950 có mệnh Tùng Bách Mộc, gỗ cây tùng, là những người yêu thích sự yên tĩnh, yêu cuộc sống gia đình đầm ấm yên vui. Họ cũng là mẫu người của gia đình, đi đâu làm gì cũng hướng về tổ ấm thân thương, sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để những người mình yêu thương được hạnh phúc. Nữ giới tuổi Canh Dần tính cách nhiệt tình, song nam giới lại có phần khác biệt, trong nóng ngoài lạnh. Họ cũng có phần nữ tính do dự, không quyết đoán, bốc đồng, song lại không dám chịu trách nhiệm. Nữ giới là những người mạnh mẽ và khó có thể thao túng. Những người tuổi Canh Dần luôn hiểu rõ những việc mình cần làm, tinh thần nghiêm túc, làm ra làm và chơi ra chơi. Họ sẽ hoàn thành công việc nơi công sở chứ không mang về nhà. Căn nhà chính là thánh địa của gia đình, họ không muốn để công việc ảnh hưởng đến thời gian dành cho những người thân yêu. Sức khỏe của gia chủ tuổi Canh Dần trong tháng 1 âm lịch không được đánh giá tốt, suy yếu đi nhiều, cần phải đặc biệt quan tâm đến các bệnh liên quan đến huyết áp. Gia đình cũng sẽ gặp những chuyện buồn đưa tới, vợ chồng con cái không được vui vẻ, dễ xảy ra chuyện bất hòa. Vậy nên trong tháng cần phải điều chỉnh tâm lý, thay đổi một số thói quen sinh hoạt trước kia, hòa hợp với gia đình, con cái và tận hưởng quãng thời gian về hưu đúng nghĩa. Xét về thiên can, Canh Dương Kim gặp Nhâm Dương Thủy nên gọi là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Canh Dần nếu có cơ hội cũng nên chủ động chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Quý gia chủ tuổi Canh Dần sinh năm 1950, nếu vẫn còn đang theo đuổi sự nghiệp thì đây là một tháng khá thuận lợi đối với bản mệnh, nhất là những người làm trong lĩnh vực hợp tác làm ăn có thể nhận được một khoản lời lãi nhất định. Những người làm lãnh đạo, kinh nghiệm làm việc, sự nhiệt tình cứng rắn của bạn rất được lòng đồng nghiệp và sự tôn trọng của cấp dưới. Thời điểm này, bạn nên tham gia vào các hoạt động phúc lợi công cộng, đó cũng là một hoạt động có ý nghĩa giúp bạn lấy lại tinh thần. Tuy nhiên, dù sao thì gia chủ cũng đã là người có tuổi, việc quan trọng nhất là giữ gìn sức khỏe, chớ nên suy nghĩ nhiều hoặc quá tập trung cho sự nghiệp, bởi như vậy sẽ đem lại tác động xấu cho sức khỏe của bạn. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, Thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Canh Dần để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của Thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tình hình tài chính khá tốt đẹp, về cơ bản gia chủ vẫn duy trì được khoản tiền đều đặn hàng tháng từ lương hưu, tiền tiết kiệm, tiền cho thuê nhà cửa. Bên cạnh đó, gia chủ cũng nhận được sự quan tâm về mặt tiền bạc đến từ con cháu trong nhà. Tuy nhiên, mức chi tiêu của gia chủ trong tháng cũng khá lớn, có nhiều chuyện bạn không thể không ứng tiền ra như chuyển nhà, mời khách hay xui hơn là phạm luật bị phạt. Tất cả những chuyện đó đều mất một khoản lớn trong thu nhập của con giáp này, khiến cho gia chủ rơi vào cảnh túng thiếu, giật gấu vá vai. Người tuổi Canh Dần sinh năm 1950 nên có kế hoạch chi tiêu hợp lý, có được khoản tiết kiệm, phòng bệnh tật ốm đau sau này. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, Thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Dần, Ngọ, Tuất, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe.
Tháng này gia chủ cần phải chú ý giữ gìn sức khỏe của mình, không nên lao động quá sức, đặc biệt là khi đối diện với những biến cố của cuộc sống. Người tuổi này tránh suy nghĩ quá nhiều, bởi mọi chuyện đâu khắc có đó. Người cao tuổi thường gặp các vấn đề về tim mạch, huyết áp, thần kinh, cần rèn luyện sức khỏe hợp lý, không làm việc quá sức. Nên theo dõi sức khỏe thường xuyên, có chế độ ăn uống phù hợp với độ tuổi. Cuối tháng này có thể xảy ra tai nạn khi di chuyển, gia chủ cần phải hết sức lưu ý. Các gia chủ tuổi Canh Dần hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý gia chủ. Để vật phẩm có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Canh Dần. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Bước sang tháng 1 âm lịch năm Nhâm Dần, các mối quan hệ có thể không còn suôn sẻ cho các quý gia chủ tuổi Canh Dần sinh năm 1950. Những người tuổi Canh Dần cần phải giao tiếp nhiều hơn với bạn đời và lắng nghe nhau. Thỉnh thoảng trong cuộc sống bạn có thể cãi nhau với bạn đời về những chuyện vặt vãnh hoặc là những quan điểm khác nhau về điều gì đó. Ngay cả khi bạn giận dữ với nhau, nó sẽ không tồn tại lâu hoặc dẫn đến chiến tranh lạnh. Rốt cuộc bạn đã sống với nhau trọn đời, vì vậy bạn biết nhau rất rõ và có thể sẽ thể hiện sự cân nhắc và bao dung cho nhau. Tháng này gia đình bạn sẽ gặp những xích mích cãi vã tranh luận giữa bố mẹ và con cái. Là người chủ gia đình, hãy giữ bình tĩnh và tìm lối giải quyết vấn đề tồn đọng thấu đáo nhất, tránh làm sứt mẻ tình cảm gia đình. Tổng quan tháng 1 âm lịch năm 2022, tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần. Tháng 1 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 1 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 1 năm 2022, tức ngày 1 tháng 2 năm 2022 đến 2 tháng 3 năm 2022 dương lịch. Tháng 1 Nhâm Dần có nạp âm là Kim Bạc Kim, tháng Dần Lục Hợp Hợi, Tam Hợp Ngọ và Tuất Thành Hỏa Cục, Xung Thân, Hình Tỵ, Hại Tỵ, Phá Hợi và Tuyệt Dậu. Đối với người tuổi Canh Dần trong tháng 1 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 12 tháng 1 năm 2022, tức ngày 12 tháng 2 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Bính Thân, có nạp âm là Sơn Hạ Hỏa. Ngày âm lịch ngày 24 tháng 1 năm 2022, tức ngày 24 tháng 2 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Mậu Thân, có nạp âm là Đại Dịch Thổ. Đây chính là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Canh Dần. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Canh Dần trong tháng 1 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 3 tháng 1 năm 2022, tức ngày 3 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Hợi, có nạp âm là Ốc Thượng Thổ. Ngày âm lịch, ngày 15 tháng 1 năm 2022, tức ngày 15 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Hợi, có nạp âm là Bình Địa Mộc. Ngày âm lịch, ngày 27 tháng 1 năm 2022, tức ngày 27 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Hợi, có nạp âm là Thoa Xuyến Kim. Đây chính là 3 ngày cắt lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã cùng nhau phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho tuổi Canh Dần sinh năm 1950 trong tháng 1 âm lịch. Chắc hẳn là quý vị cũng phần nào biết được mình cần phải làm gì cho tương lai, đúng không ạ? Thông qua chương trình này thì chúng tôi cũng luôn mong muốn rằng quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ vào trong cuộc sống hàng ngày của mình để có thể giúp cho mình ngày một trở nên may mắn hơn, thành công hơn và có những bước ngoặt đột phá trong tương lai. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những video tiếp theo của Phong Thủy Gia Cát. Cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua.